Nhật ký Vương Khánh Hưng, ngày 1 tháng 4 năm 2023. Chào. Good morning. Trời sáng rồi. Lúc này tôi đi ra đường Nguyễn Trãi. Đi tìm hình. Ra mua cho mình mấy trái dừa. Nắng đã lên. Thấy có hai cái bịch dừa để trước hẻm. Tôi đã ra đầu đường. Hôm nay đây là thứ bảy, học sinh nghỉ. Người ta bán bông. Đã lên cao. Buổi sáng ở chợ lớn. Ở đây tiệm My Kingdom, Vương quốc đồ chơi trẻ em. Nhiều tiệm chưa mở cửa. Tiệm thời trang. À, ở đây tên tiệm người ta thường lấy tiếng nước ngoài, đa số là tiếng Mỹ, tiếng Hàn. Nè, cho tôi một trái vô đây nha. Một trái vô nhà. Kỹ thuật chặt dừa nè. Đó. Dừa sim 12.000. Nghe tiếng biết được vừa già vừa non đó, phải không? Dạ. Đó. Đạo pháp lanh lợi lắm.
Dạ, cái ruột này ngon rồi nha, mềm. Buổi sáng xách cái máy đi vòng vòng ở chợ lớn để ghi hình kể chuyện, coi coi cái chị bán dừa, coi cảnh đường đường xá. Xe cộ. Hôm nay thứ bảy, người ta mở cửa trễ, cái xe cũng ít hơn mọi khi. Giờ thì trả tiền được không chú ơi? Được, ở đâu nó cũng đứng được. Chặt cho hai trái dừa rồi quay lại lấy. Đâu nó cũng đứng được hết đó. Đây. Bây giờ là đi vô nhà. Đây là trường trung học thực hành Sài Gòn. Hôm nay là thứ bảy. Lúc này là buổi khóa trường. Tôi đang ở trên đường Trần Bình Trọng. Và đạp xe đi vòng vòng để làm exercise. Vừa đi vừa tự ghi hình để kể chuyện. Đi tới đâu kể chuyện tới đó. Ở đây người ta gạch lằn làm parking cho xe hơi đậu. Chỗ này có cái bàn thờ. Ở đây người ta làm rất nhiều những cái bàn thờ ở bên đường. Bên kia là tiệm cơm.
nhà sách thiết bị giáo dục miền Nam, công ty cổ phần học liệu, và đó là trung tâm học liệu. Cái này là câu lạc bộ hồ bơi Lam Sơn. Đi vào bên trong là hồ bơi Lam Sơn. Quán nhậu con cò. Sau nạn Covid thì nó sụp luôn. À, bây giờ người ta đang sửa lại. Đang đập phá, sửa lại. Có lẽ là thay chủ. Tháo bảng. Đập sửa thu dọn. Một cái mặt bằng quá lớn. Tôi sẽ đạp xe băng qua đường Trần Phú. Trần Phú thì quẹo lên Sài Gòn. Tôi đi thẳng qua đường Hùng Vương để quẹo xuống Chợ Lớn. Đèn đỏ. Ở đây có hệ thống đếm ngược. Chúng ta sẽ biết được lúc nào đổi đèn. Ba, hai, một, đổi đèn. Băng qua đường Trần Phú. Đây là đường Trần Phú. Equatorial chạy qua nhà hàng 5 sao Equatorial. Đây là nhà hàng 5 sao. Trước mặt là đường Hùng Vương. Tôi sẽ theo đường Hùng Vương để xuống Chợ Lớn. Tôi đang theo đường Hùng Vương để xuống Chợ Lớn. Chạy cặp qua bên phải. Các đường phố ở đây người ta đều trồng cây, thành ra nó tạo bóng mát. Trên đường Hùng Vương rất nhiều tiệm sửa chữa, mua bán đồ điện thoại. Bánh sữa nướng. Đèn xanh. Tôi băng qua đường Lê Hồng Phong. Đường Lê Hồng Phong. Tiếp tục đi trên đường Hùng Vương. Vừa đi vừa ngắm cảnh.
cây xăng. Tôi sẽ tiếp tục đi thẳng, đi ngang công viên Âu Lạc. Đường Trần Nhân Tông. Trước mặt là công viên Âu Lạc. Tôi vào đường Nguyễn Chí Thanh. Ở đây có đền thờ họ Trần. Họ Trần là một cái họ rất lớn ở Việt Nam. Người ta làm hai con bạch tượng. Thay vì là làm những câu đối thì người ta gắn toàn là chữ phúc. Đây là đền thờ họ Trần. Bên kia là công viên Hòa Bình. Chỗ này người ta bán cây cảnh, bán các loại cây cảnh. Rất nhiều loại cây đẹp, những cây lạ. Đây là cây trăm ổi nè. Nhiều người nuôi chó để giữ gian hàng. Những loại bông rose, bông hồng. Wow, ở đây có những cái bông rất lạ, rất đẹp. Cây đu đủ. Đu đủ trái màu vàng. Bông giấy. Bông chuông vàng. Tôi sẽ tiếp tục đi xuống đường Ngô Quyền. Bên kia là công viên Hòa Bình. Nghinh Phong Cát, Vũ Quân Đội Đại Hàn cất ở đây trước năm 1975. Ở đây bán đồ thờ cúng. Bán rất nhiều đồ thờ cúng. Bán những đồ thờ cúng. Được rồi. Chụp hình lấy thẻ. Đi ngang đường Sư Vạn Hạnh. Ở đây có cái chùa.
chùa Giảng Hạnh xây lên rất là cao. Chùa Giác Ngộ, đây là chùa Giác Ngộ nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh. Rất cao. Tôi đang ở chùa Giác Ngộ nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh. Chùa tháp chuông rất cao. Lúc này ở đây là buổi trưa. Tôi sẽ tiếp tục đi xuống chợ lớn, đi đến đường Ngô Quyền. Tôi sẽ ra chợ mua bán đồ linh kiện điện tử Nhật Tảo. Dọc theo đường Nguyễn Chí Thanh người ta bán rất nhiều đồ thờ. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Gió, bạn thấy gió. Trên đường Nguyễn Chí Thanh bán rất nhiều đồ thờ. Tôi đi ngang đường Nguyễn Duy Dương. Trường Mầm Non, phường 3. Bên kia là trường dự bị Đại học Thành phố. Của phường 9 quận 5. Tôi sắp tới ngã 6 Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Tri Phương. Chợ Đèn. Ngã 6 tạo bởi ba con đường Ngô Gia Tự, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Tri Phương. Giao điểm của ba con đường đó là ngã 6 chợ lớn. 4, 3, 2, 1 đổi đèn. Tôi băng qua đường Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Tri Phương. Tiếp tục đi trên đường Nguyễn Chí Thanh. Hướng ra chợ lớn. Đây có nhà sách Việt Văn.
Thanh Văn Hội Việt Mỹ. Muốn cho con đi Mỹ thì học Anh Văn ở mấy cái hội. Bên đây là bệnh viện đa khoa Đức Khang. Nước. Trạm chờ xe bus. Đường tiểu học Nguyễn Chí Thanh. Tôi sắp tới đường Ngô Quyền. Đây là đường Nguyễn Chí Thanh, buổi quá trưa, lúc này khoảng 2 giờ. Tôi đang chạy theo hướng ra chợ Nhật Tảo. Trước mặt tôi là đường Ngô Quyền. Ở đây người ta bán rất nhiều nước mía. Tôi quẹo vào đường Ngô Quyền. Đây là đường Ngô Quyền. Hồi xưa có cái nhà máy cán đá, gọi là máy đá. Ở đây tôi có rất nhiều bà con người Hải Nam. Bây giờ tôi sẽ đi tiếp ra chợ Nhật Tảo. Tôi đang ở trên đường Ngô Quyền. Ở đây là rất là tiệm thuốc trao chuốt từng hơi thở phổi diệt. Chỗ này là bán cà phê. Tiệm phở. Bên kia là mái đá. Hồi xưa là nhà máy xay đá để làm đường. Đây là nhà máy xay đá. Kế bên là sân Thống Nhất. Dọc dọc ở đây hồi trước là bán bia. Bia gần nhà máy bia. Ra đây uống bia. Đây là sân Thống Nhất. Cái dàn đèn. Trần Đại Nghĩa. Hồi đó cửa bên đây là cửa B, cửa khán đài B. Bún riêu, Phan Rang, Đào Duy Từ. Đây là cửa B. Tôi đang ở trên đường Đào Duy Từ, bên hông của sân Thống Nhất.
tôi sắp ra tới chợ điện tử Nhật Tảo. Rồi về trưa. Lối vào khán đài B nha. Bây giờ cũng là lối vào khán đài B. Đây là lối vào khán đài B. Phòng bán vé. Qua đó banh thì tấp vô đây mua vé. Chạy thẳng tới thì tôi sẽ tới đường Nguyễn Kim. Đó, ở đây người ta là quán nhậu. Lúc nào cũng có thể tấp vào đây uống bia. Dân nhậu tụ họp ở đây. Bia hơi á. Bia mà chưa có pha chất giữ lâu. Ở đây cũng là phòng bán vé. Cửa vào khán đài C. Trước mặt là đường Nguyễn Kim. Tôi vào đường Nguyễn Kim. Căng tin của Thống Nhất. Đây là sân vận động Thống Nhất. Hồi trước phía bên đây là Nghĩa Trang. Bây giờ người ta dọn đi hết rồi. Cất nhà, làm bãi giữ xe. Còn đây là sân vận động Thống Nhất. Bạn thấy sân vận động Thống Nhất. Hồi trước ở đây là một cái nghĩa trang của người Pháp. Bây giờ người ta cất lên rất nhiều những chung cư. Tôi đang cho xe đạp chạy từ từ trên đường Nguyễn Kim. Ở đây là sau này cất lên những chung cư, ở dưới là làm chợ điện tử. Vòng vòng ở đây thì người ta mướn nhà mua bán đồ điện tử. Gần như là nhà nào cũng buôn bán đồ điện tử. Tôi có mấy chục năm làm việc ở đây. Thấy rõ sự thay đổi của khu này. Chạy thẳng ra là 3 tháng 2. Trước 75 là Trần Quốc Toản. Bạn thấy gần như là đều bán đồ điện tử.
ở đây bán lò. Rất là mát. Cái này là trung tâm điện máy điện tử Nhật Tảo. Trung tâm điện tử điện máy Thương Xá Nhật Tảo. Hồi đó đây là cái chợ hai tầng. Tầng trên đó là trường dạy nghề điện tử thực hành. Đó là trường dạy nghề do tôi thành lập và hoạt động cho tới ngày dẹp để cất cái chung cư này, cất cái thương xá này. Vòng vòng ở ngoài người ta vẫn thu mua những cái đồ ve chai. Dọc theo đây vẫn là đồ điện tử. Bây giờ đa số là bán đèn led. Đèn led lắp nhanh. Chỗ này hồi xưa cũng đều là những người quen. Bây giờ bên đây thì là chung cư Nguyễn Kim, khu B. Sửa lò. Chuyên về remote. Đây là những cái fan 500 của lò. Dọc theo đây người ta sửa lò. Lý Thường Kiệt. Đường này là đường Lý Thường Kiệt. Chốn cũ người xưa đã đi đâu hết rồi. Cảnh cũ thì còn, mà người xưa thì đi đâu hết rồi. Bây giờ thay vì hồi xưa là cái chợ hai tầng, bây giờ là một cái tòa nhà mấy chục tầng. Tôi đang đi vòng vòng cái chợ Nhật Tảo. Hồi trước ở tầng 2 là trường dạy nghề điện tử thực hành.
Adobe. Ở đây gió rất mát. Còn người quen Hùng Lo Việt Nam. Lo thì có trong cái chương trình karaoke. Đèn thì quảng cáo, ngoài chức năng chiếu sáng thì nó quảng cáo. Đây là cầu thang đi lên. Bạn thấy những cao ốc mọc lên. Hồi xưa đều là những chung cư sườn sắt của quân đội Đại Hàn, họ làm nhanh để giải quyết vấn đề chỗ ở. Sau đó thì họ phá bỏ cái sườn sắt đi. Đó. Họ cất thành một cái thương xá rất to. Cũng cùng trên một cái mặt bằng. Nhưng mà họ dùng bê tông cốt sắt. Họ tạo ra một cái thương xá rất là lớn, rất là cao, rất nhiều phòng. Tôi đang lòng vòng ở ngoài Nhật Tảo. Đi vòng vòng tự ghi hình, tự kể chuyện. Tôi đang có mặt ở chợ Nhật Tảo. Sau lưng tôi là thương xá, trung tâm điện tử điện máy. Dọc theo bên hông là những cửa hàng chuyên bán đồ điện tử. Ở góc đường người ta cũng bán đồ điện tử. Ra đây gió rất mát. Nó dừng lại lấy hình. Cái này có thể coi như là chốn xưa. Cuộc đời tôi có mấy chục năm gắn với khu vực này. Hồi đó là mỗi ngày đều ra đây lên lớp. Tôi mở trường dạy nghề lấy tên là điện tử thực hành. Và ở đó vừa dạy nghề, vừa sản xuất, vừa có cửa hàng buôn bán linh kiện. Thank you.
vòng vòng. Ghi lại hình ảnh chốn xưa. Giờ vòng vòng chung quanh người ta vẫn bán rất nhiều đồ điện tử. Lúc này buổi trưa, trời nắng nhưng mà vẫn có gió mát. Tôi sẽ đi vòng vòng. Đi vòng vòng ghi hình kể chuyện. Lên cái sàn đứng ở trên đây gió phần phật.
đây. Chỉ từ khi qua Mỹ thì tôi mới dừng công việc lại. Bây giờ về đây có dịp thả bộ, tự ghi hình, tự kể chuyện. Cùng lúc ghi hai cái máy. Lấy cảnh tôi đặt cái máy trên một cái trạm, cho cái phone ba lượng chung quanh tìm những cái góc cạnh thích hợp. Ở đây có những cái cây rất là đẹp. Kể chuyện đối với người lớn tuổi là một cái thú vui. Chúng ta có thể tìm lại những nơi cũ, di tích cũ, chốn cũ. Chốn cũ nhưng mà không có người xưa. Thường người ta cất mấy cái tòa nhà cao, gió nó
thổi vô đó nó tạt xuống, thành ra ở dưới sẽ rất là mát. Tôi sẽ chạy một vòng. Vòng chung quanh cái tòa nhà này. Vừa đi vừa lấy hình đàn chim, ba con chim rất là dạng. Chim rất là dạng. Xích lô được mướn chở hàng ra đường Lý Thường Kiệt. Đây là phía Lý Thường Kiệt. Dọc ở đây người ta cũng bán đồ ve chai. Đồ ve chai bây giờ thường là đồ điện thoại, đồ cao cấp. Ở phía sau chỗ này còn là các cái mặt hàng. Lối vào thử karaoke. Bây giờ là karaoke là chính. Nghe karaoke. Chỉ là nói nhớ mà đứng sau cuộc tình là karaoke. Chỉ là cơn mưa cuốn theo cả bầu trời thu mưa. Chỉ là nỗi đau thổn thức, chỉ là nhói thêm một chút, chỉ là nước mắt cứ rưng rưng. Tình về kiếm cuộc sorry đoạn tình. Cái máy hay là người hát hay. Để lại chơi vơi đứa xưa đời đại lộ tan vỡ. Mãi chim đắm trong lòng nỡ, trái tim vẫn không ngừng nhớ. Đợi chờ em đến hoa mùa. Tình yêu đã phai hoa như hoa nở không mong. Càng yêu kéo nhưng lại càng xa cách. Trong trái tim héo gầy giờ đây chúng ta là hai người dính khác lạ. Buồn biệt mấy nhưng lại chẳng thể nói ra. Cùng đời đã vô thường sao
Bây giờ thì tôi tiếp tục rảo một vòng. Bãi để xe. Tôi đã đi một vòng cái thương xá chim bồ câu. Đi một vòng thương xá ở chợ lớn. Bây giờ thì tôi thả bộ đi về. Chào. Đây là khu Nguyễn Kim. Khu chuyên mua bán về các cái thiết bị điện tử. Bây giờ thì người ta bán nhiều các cái webcam, karaoke, loa, các loại đèn led. Đây các cái webcam. Bên đây thì có trường mầm non phường 7. Khu này là phường 7 quận 10. Một cái chung cư rất lớn nhưng mà gần như là còn trống rỗng. Rất loại nhờ đèn led, đèn màu. Vui lòng không đậu xe, xả rác. Cao Dúc. Resco chung cư Nguyễn Kim khu B lô B. Hùng Lo Việt Nam. Ha.
tôi sẽ còn nhiều ngày đảo qua đảo lại ở khu này đi tìm hiểu sâu. Yeah. Xịt nước tưới cây. Thương xá Nhật Tảo, trung tâm điện tử điện máy ở đây rất mát. Hồi đó đây là những chung cư sườn sắt của quân đội Đại Hàn, cất nhanh lên để cho người dân ở. Những cái sườn sắt lâu ngày nó mục bây giờ người ta mới cất lại thành một cái thương xá. Ở dưới thì buôn bán, ở trên thì cho ở. Bây giờ tôi sẽ đi về coi như là cũng lấy được nhiều hình. Lấy được nhiều hình. Tôi sẽ ra đường Nguyễn Kim, sau đó ra đường 3 tháng 2 và đạp hướng về Sài Gòn. Ở đây là Ủy ban Nhân dân phường 7. Đây là Ủy ban Nhân dân phường 7. Bữa nay đóng cửa nghỉ. Đèn hậu quang. Bây giờ kỹ thuật làm đèn rất là cao rồi. Người ta có những con chip chuyên dùng để tạo ra các cái trạng thái nhấp nháy rất là sinh động. Đây là đường Nhật Tảo. À, tôi theo đường Nhật Tảo để ra đường Nguyễn Tri Phương. Đây là đường Nhật Tảo. Đa số vẫn còn bán lò tức là vẫn đặt trọng tâm vào karaoke, tức là âm ly, micro, lo
không gặp một người quen nào. Chốn xưa mà không có người cũ. Nữa bắn thực phẩm trái cây. Khu này thì gần chợ Nguyễn Tri Phương. Ở đâu cũng có dừa. Tôi băng ngang đường Ngô Quyền. Sau 75 tôi có thời kỳ đến đây để dạy nghề. Dạy nghề tư gia, dạy nghề cho người ta tổ chức cái lớp học từng nhóm. AT&T Sĩ Cảo. Không biết nhà nào. Ở đó đây là quán cà phê thì biết này. Chắc cái nhà này của người bạn. Quán cà phê. Cổ cũ. Bữa khác tôi sẽ vào hỏi thăm. Bữa nay đi thám thính, đi nhìn lại. Mấy chục năm rồi, biết bao nhiêu thay đổi. Bên kia là chợ Nhật Tảo, là chợ cá tôm chứ không phải chợ điện tử, vì nó nằm trên đường Nhật Tảo, vậy đó người ta lấy tên là Nhật Tảo. Bây giờ tôi vào đường Nguyễn Tri Phương. Tôi đang đạp xe trên đường Nguyễn Tri Phương. Chờ đèn. Chíp chíp. Tiếng chim kêu. Đổi đèn. Hôm nay đây là thứ bảy, học sinh nghỉ, do đó đường xá cũng vắng.
trường trung học Hoàng Văn Thụ. Đạp tới ngã 6. Ngã 6 Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Chí Thanh, Ngô Gia Tự. Ba con đường đó tạo lên cái ngã 6 này. Ở đây người ta mua cái gì mà đông dữ vậy? Mua trà. Trà Phượng Hoàng. Chờ đèn. Mọi người đang mua trà. Ở đây tiết trời oi bức, nóng. Thành ra bán cái nước giải khát rất là đắt. Bạn thấy gần như ở đâu cũng có bán nước giải khát, rất đắt. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi sắp tới ngã 6 chợ lớn. Hồi đó vòng vòng ở đây là bán nghiêu á, buổi chiều á người ta bán nghiêu. Ra đây ăn nghiêu một bao. Mười ba ngàn một ký. Tôi tiếp tục đi thẳng trên đường Nguyễn Tri Phương. Tôi lái xe có một tay. Một tay cầm máy, một tay lái xe. Lái xe đạp. Ở đây người ta bán sầu riêng. Lề đường của trường gì đó. Trường gì đó tôi cũng từng hoạt động ở đây mà tự nhiên quên tên. Trần Khai Nguyên. Đường Trần Khai Nguyên. Hồi xưa buổi tối tụi tôi tổ chức dạy nghề ở đây. Đây là học sinh của trường Trần Khai Nguyên. Mấy đứa con tôi học trung học đại nhị cấp cũng học ở đây. Lại dính đèn. Chờ đèn. Tôi đang trên đường Nguyễn Tri Phương. Trên đường đạp xe về nhà. Lúc này đang chờ đèn. Mọi người đang chờ đèn. Đèn đỏ, đèn xanh. Tôi băng qua đường Hùng Vương. Đi tiếp. Tôi sẽ đi ngang bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Lại dính đèn.
Bây giờ từ đây tôi sẽ đi về. Chào. Chào bạn. Đây là Chợ Lớn. Chợ Lớn hôm nay là thứ bảy, 1 tây tháng 4 năm 2023. Hôm nay là ngày cá tháng tư âm lịch, nhằm ngày 11 tháng 2 nhuận năm Quý Mão. Thế vận hôm nay công viên tài vận 57%, việc học 52%, ở đây là việc làm 79%, đào hoa 74%, tình ái 95%, an toàn 57%, sức khỏe 87%, tổng hợp là 93%. Hứng mát. Gió đây rất là mát. Những chuyện làm được căn ước để tự làm mát. Những chuyện làm được hôm nay là gả cưới, thu nhận tiền vàng, đề thân đính hôn, du lịch, dọn nhà nhập thất, đầu tư, đảo một vòng, khai nghiệp, cũng ghi được phó nhập, cúng tế, bãi tế tổ tiên chùa miếu, bãi thần minh. Tôi cùng với chiếc xe đạp của mình thử xe, đi ngao du khắp nơi, sửa chữa kiến tạo, thăm viếng người thân bạn bè, phía sau lưng là ngã sáu cộng hòa, nhập học, cầu y chữa bệnh, dựng trụ lên kèo, sửa chữa nhà kho, động thổ phá đất, nghìn phúc khai quang, mài áo, áo tân nương, áo chúc thọ. Sau lưng tôi là công viên Âu Lạc. Lại quét trừ, cầu tử, hối báo, thu dưỡng. Ở đây là ngã sáu một quà. Dưỡng đi thẳng là đường nạp xúc Minh Khai. Sửa chữa phòng ốc nhà cửa, đào giếng, thụ phong, lâm chính, tân dân, thượng sắc, buổi chiều nhiều người vô đây làm exercise, tuổi sùng đi khắp vòng. Hôm nay là ngày của tuổi Sửu. Tuổi Sửu xung khắc với tuổi Mùi. Nằm riết rồi cũng chán. Tôi xách xe đạp rảo một vòng. Sinh tiêu tương hại. Tuổi Sửu hại tuổi Ngọ. Lục hợp sinh tiêu. Tuổi Sửu lục hợp với tuổi Tý, tam hợp sinh tiêu. Chơi hình giống như là một hình thức sáng tác. Tam hợp với tuổi Tỵ và tuổi Ngọ. Nó cho mình capture, bắt giữ cái hình ảnh phương vị của hai các vì, vị dùng chữ viết cá thì ở đây mình bắt giữ hình ảnh hỷ thần nắng buổi chiều ở hướng đông bắc, phúc thần ở hướng chính bắc.
tại thần gió ở hướng chính bắc, Dương Quý Nhân ở hướng chính bắc, Âm Quý Nhân ở hướng tây nam. Chúc các bạn một ngày nhiều may mắn. A good day.